Happy New Year. Wow. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Thank you very much. Ông là supervisor của quận 3, thưa quý vị. Quận 3 chắc nhìn nhiều hơn ha. Yeah, supervisor quận của quận Cam và district số 3. Dạ vâng, dạ. District 1 là người Việt mình yêu. Yeah. District số 2 là ở bên phía Costa Mesa. Và hôm nay thì ông đi một chiếc xe từ đời Chevrolet từ năm 1950 đến anh chị. Và theo sau ông Transpitter là anh Hiếu Nguyễn, tức là chánh luật sự của quận Cam. Hiếu Nguyễn was born in Vietnam 49 years ago and his father was an American soldier who was killed in action in Vietnam. He escaped the Vietnam War at the age of 7 and came to this country aboard the USS Midway back in 1935. In 2014, he became the first Vietnamese American in the United States ever elected the office of County Clerk Recorder. Vừa rồi là chiếc xe mới rất đẹp, năm nay thì là xe ngựa à, có bông hoa trên đó, đẹp không? Bước xe được đi chung. Thì đây cũng đi không? Dạ. Chút nữa thì cho xe của chị cho em nhảy lên ké đó. Dạ. Thưa quý vị, sự phụ lời Việt Nam Cộng Hòa là một tổ chức bất phụ lợi được thành lập bởi nhóm hội vệ để vinh danh hình ảnh phụ lời Việt Nam Cộng Hòa, bảo tồn di sản và chương trình lịch sử của Việt Nam tự do. Viện bảo tàng tọa lạc tại 9842 Busa Avenue, phòng số 106, thành phố Westminster, cổng cực gần góc đường Brookhurst và mở cửa từ thứ tư cho đến chủ nhật từ 12 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều, vào cửa hoàn toàn miễn phí. Thưa đây là hậu duệ của Viện Bảo tàng Lịch sử Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, chuyên khoa về da. Xin bác sĩ có thể đứng lên để chào mọi người một lần nữa. Yeah! Yeah! Chúc mừng năm mới! Chúng tôi một lần nữa, trước khi mà giao phần giới thiệu chương trình đến cho hai, ba người MC trong ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi cảm tạ các quý vị mạnh thường quân, đặc biệt là Diamond Sponsor ông Hoàng Kiều, công ty PL Miracle Cosmetics, tiệm vàng Mai Ly, công ty Lexor, bác sĩ Trương Văn Như, Calinel Supply, MDO Buồn, Julep Nutrition, ADK Bank Dorms, Lee Sandwich, Đông Trùng Hải Lê, Advanced Health Pharmacy. Trước khi chúng tôi tiếp nối chương trình, xin được giới thiệu đến quý vị ba khuôn mặt thân quen của cộng đồng người Việt của chúng ta. MC Quốc Thái, MC Sophie Bảo Trân và Billy Lê của một sinh viên năm California. Happy New Year Quốc Thái. Alright. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho các anh chị em MC trong ngày hôm nay, em Quốc Thái, Sophie và Billy Lê. Good morning, Little Sài Gòn. Đội tâm khoa và thị trấn xin được tạm dừng ở đây đây và tiếp tục sẽ cùng với đồng bào tham dự chương trình diễn hành với phần chương trình đặc biệt của Quốc Thái, Sophie và Billy Lê. Good morning, Little Sài Gòn. Lời đầu tiên, Sophie Bảo Trân xin gửi lời chào thân thương đến quý vị và lời chúc Tết đầu năm 2017. Chúc năm Đinh Dậu công
quý khán giả có mặt trong ngày hôm nay, một buổi sáng phải rất là đẹp trời tại Việt Nam, California. Chúng tôi từ Visa TV và Sài Gòn quý yêu hải ngoại. Bên cạnh cô gái là Sophie Bảo Trân từ Little Sài Gòn TV và một người rất là thân quen của cộng đồng chúng ta, anh Billy Lê từ VNCR. Vâng, chúng tôi là Billy Lê, xin gửi chào đến quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. And now we would like to introduce you to Võ Vi Nam Nguyễn Bắc, Nguyễn Bắc Học Training Center at Westminster, California. Võ Vi Nam is a Vietnamese martial arts studio. Nguyễn Bắc founded Võ Vi Nam in 1938. Today, Võ Vi Nam is now taught in over 40 countries. Võ đạo Nguyễn Bắc Học được thành lập vào năm 1999 tại Westminster, California. Võ Vi Nam, viện võ đạo là môn võ của người Việt Nam do cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc sáng tạo vào năm 1938 nhằm mục đích để bảo tồn và quảng bá nền võ học Việt Nam, hầu nêu cao tinh thần võ thuật bất khuất truyền thống của dân tộc Việt Nam, cùng khai thác trọn vẹn cả hai phần cương và nhu của con người. Môn phái Võ Vi Nam, viện võ đạo huấn luyện người môn sinh về ba phương diện. Thứ nhất, võ lực, một thân hình rắn giỏi, vững vàng, một sức lực mạnh mẽ, dẻo dai. Thứ hai, võ thuật, một kỹ thuật tinh vi để tự vệ, hữu hiệu. Thứ ba, võ đạo, một tâm hồn cao thượng, một ý chí quật cường, một tinh thần kỷ luật, tự giác và nếp sống thập quần để phục vụ hữu hiệu cho bản thân, gia đình và dân tộc. Ngày nay, môn phái Võ Vi Nam, viện võ đạo phát triển lớn mạnh và được giảng dạy gần 40 quốc gia trên toàn thế giới. Một tràng pháo tay thật lớn cho Võ Đường Võ Vi Nam. Thưa quý vị, kế tiếp là Đông Trùng Hải Lê. Hân hạnh giới thiệu Đông Trùng Hà Thảo Hải Lê. Đây là một công ty được dự thảo uy tín đầu tiên của người Việt Nam, được quyền mua và được quyền trả lại vào trong vòng 15 ngày nếu không hài lòng của thị trường cho gì. Đã vậy, giá lại rẻ của một chai là 2 chai sản phẩm được USDA Organic Step Club. Ngoài ra, xin giới thiệu dầu con gấu cầm đường gấu vì số 6. Thân hữu cùng
toàn thể nhân viên một năm mới hạnh phúc, bình an, an khang thịnh vượng. Đến với Tết Đinh Dậu năm nay, Lee Sandwich luôn là cầu nối mang nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với người thân ở quê nhà. Lee Sandwich sẽ thay bàn giao quà mừng xuân, tặng tay trao cho những chai hộp cà phê cà thái đến với người thân ở Sài Gòn, miền Nam hoàn toàn miễn phí về chuyện và cũng như là lễ phí chuyên chở. Hãy gặp nhau ở Lee Sandwich, chúng tôi luôn là người bạn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi nhà. Thank you, Lee Sandwich. International by Dr. Kimberly Ho đang đi ngang qua khán đài của chúng tôi ngày hôm nay. Nói một tí xíu về Dr. Kimberly Ho. Bà là CEO của công ty Apogee International và thân phụ và thân mẫu ông bà Hồ Sĩ Khải, cùng đại tá pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Dr. Kimberly Ho, cũng là nghị viên mới đắc cử của thành phố Westminster, California. Bà còn là nhà khoa học đã tổng hợp kiến thức y dược trong ngành thẩm mỹ da để nghiên cứu và sáng chế thành công phương pháp dưỡng da an toàn nổi tiếng Apogee. Xin giới thiệu với quý vị khoa học Apogee Thái Anh, khoa học Thi Nhung, Phi Trần và Mai Ly. Luật sư Đỗ Phổ, luật sư Anh Tuấn và các giám thị Vi Ho
phụng sự là cơ quan bất thù lợi và phục vụ cho cộng đồng. 15 năm qua tại quận Cam, trụ sở chính đặt tại 420 South Brooker Street ở thành phố Arnhem. Đây là hội có các lớp để cùng tuyên tập cùng nhiều sinh hoạt từ thiện và tôn giáo thuần túy khác để dùng dưỡng sinh, còn các lớp càng khôn tâm linh dưỡng sinh cao lên và thân khỏe tâm an vì hòa bình thế giới. Đồng thời tăng cường sức mạnh từ thể chất đến tinh thần. Chúng tôi hãnh diện đã đào tạo được rất nhiều môn sinh với được những thành tích cao trong các cuộc tranh tài các tiểu bang và các quốc gia. American Tiger Taekwondo đã có mặt trong cộng đồng người Việt tại Nam California hơn 13 năm qua. Hãy đến với trường võ thuật American Tigers Taekwondo tại địa chỉ 12352 trên đường Brooker Street ở thành phố Garden Grove.
đại diện cho Westminster School District đang đi ngang qua khán đài của chúng tôi ngày hôm nay. Một điều rất là quan trọng là theo ban tổ chức thì nếu mà cái đoàn hoa đoàn xe hoa mà đi đến phút nào thì xin quý vị đi xuống cơ lại một chút xíu, bởi vì phía đằng sau còn rất là nhiều đoàn xe hoa khác nữa và chúng tôi đang còn nhiều thời gian trên đường phố phố xa này. Tôi lần nữa được cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, tiến dần đến khán đài của chúng ta ngày hôm nay đó là văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Chùa Phật Quan. Thưa quý vị, những mùa xuân trong cuộc tù cộng sản do ban Hồ Chi Tam Bảo Phật Quan thuộc văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ, ngài là biểu tượng của hòa bình, vị trí giúp đòi hỏi cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả lại tự do tôn giáo và nhân quyền cho dân tộc. Hòa Thượng Tăng Thống không bao giờ chấp nhận danh lợi do cộng sản đề nghị phá dân tộc và thường minh quý vị phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, phá tình nghĩa dân tộc. Hòa Thượng Tăng Thống đã bị hành xử thô bạo bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, trải qua ba nhà tù Phan Đăng Lưu, Bà Chiểu, Gia Định, lúc này là xã Vũ Đoài Tinh, Thái Bình ở miền Bắc Việt Nam trên 10 năm và sau đó bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện cho đến nay. Nhân cách vì lãnh đạo tinh thần Phật giáo có tầm ảnh hưởng trên thế giới, nhiều các lãnh đạo chính quyền, trí thức, nhân sĩ vinh danh Hòa Thượng Quảng Độ tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh cho nhân quyền, tự do tôn giáo. Do đó, Hòa Thượng đã nhận giải thưởng nhân quyền thế giới Helmut Helmut tại New York, Hoa Kỳ vào năm 2002. Tiếp theo, ngài được trao tặng giải nhân quyền Rato của Na Uy vào năm 2006 và đang trong danh sách đề cử giải Nobel Hòa Bình Quốc tế mỗi hàng năm. Và kính thưa quý vị, trong năm mới, nếu mà quý vị muốn lái xe sang trọng thì quý vị hãy đến đường Beach by Track với Lexus of Westminster. Xin gọi cho John Phạm 714-892-6906. Lexus of Westminster. Next is Supervisor Andrew Ngo. Supervisor Ngo represents the 1st District, covering the cities of Westminster, Garden Grove, Midway City, Santa Ana, and parts of Fountain Valley. Supervisor Ngo is currently Vice Chair of the Orange County Board of Supervisors and Chairman of the Finance Committee for OCPA. He formerly served as the Orange County Deputy District Attorney and Councilman for Garden Grove. Vừa qua là Orange County Supervisor luật sư Andrew Đỗ. Thưa quý vị, ông cùng với lại phu nhân đang đi đến tất cả mọi người trong chúng ta. Ông hiện nay là giám sát viên của địa hạt 1 quận Cam, bao gồm các thành phố Westminster, Garden Grove, Midway City, Santa Ana và một phần của Fountain Valley. Ông hiện kiêm nhiệm phó chủ tịch của hội đồng giám sát quận Cam, giám sát viên Andrew Đỗ, đồng thời là chủ tịch của ủy ban tài chính và hành chính của cơ quan quản trị giao thông quận Cam OCTA hiện nay. Trước đây ông là phó điều lý quận Cam và cùng ủy viên của thành phố Garden Grove. Cùng đi với ông là phu nhân chánh án Sherry Phạm thuộc tòa thượng thẩm trung ương quận Cam. Chánh án Sherry Phạm tốt nghiệp tiến sĩ luật khoa tại đại học UC Berkeley. Trước đây bà Sherry Phạm cùng với
giám sát viên Andrew Đỗ đã là phó viện lý của quận Cam, California. And happy Lunar New Year from District Attorney Tony Zakalkis. Thưa quý vị, kế tiếp là Ủy ban xây dựng nghĩa trang Biên Hòa tại Hải Ngoại, nghĩa trang quân cảnh quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa được thành lập nhằm mục đích vinh danh tất cả quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu bên nhau để bảo vệ tự do và độc lập cho miền Nam Việt Nam. Nghĩa trang quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa rộng 55 mẫu tại thành phố Agalanto, quận San Bernardino, gần Thiền viện Trân Nguyên. Hiện nay, Ủy ban đã có đồ án xây dựng nghĩa trang trong năm 2016 sẽ tiến hành thủ tục xin giấy phép xây cất. Nếu giấy phép hoàn tất, năm tới Ủy ban sẽ gây quỹ để xây dựng cổng vào và đền tưởng niệm với những bức tường đã đen khắc tên quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã đền nợ nước. Nghĩa trang quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa sẽ là một di tích lịch sử vẻ vang cho cộng đồng người Việt bị đảng cộng sản và là nơi để các thế hệ mai sau thăm viếng tìm hiểu lịch sử và sự hy sinh anh dũng của quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi nhận thấy